Sau khi nhận tiền từ FIFA, VFF đã tiến hành chuyển khoản cho các thành viên đội tuyển mỗi người 30.000 đô. FIFA chuyển tiền về cho VFF và chúng tôi đã chuyển khoản tới từng cầu thủ không thiếu một đồng nào, tất cả đều minh bạch. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Dương Nghiệp Khôi nói với VN Express hôm 13 tháng 10. Trong lần đầu dự World Cup tuyển nữ Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng khi thua cả 3 trận trước Đường Kim vô địch Mỹ 0-3, Bồ Đào Nha 0-2 và đương Kim Á Quân Hà Lan 0-7. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, mỗi cầu thủ vẫn nhận được 30.000 đô tiền thưởng. Ông Khôi cho biết sau khi chuyển khoản cho tuyển nữ, toàn bộ hóa đơn chứng từ được VFF tập hợp để báo cáo FIFA, đảm bảo minh bạch về tài chính. Ngoài tiền thưởng từ FIFA, tuyển nữ Việt Nam còn nhận được 1,8 tỷ đồng từ VFF. FIFA cũng có tiền thưởng cho các liên đoàn có đội tuyển dự vòng chung kết World Cup 2023. VFF nhận được 1,56 triệu đô khi đội dừng chân cho vòng bảng. Số tiền này được dùng để chi trả cho việc ăn ở, di chuyển tập huấn, thi đấu World Cup và đầu tư phát triển bóng đá. Sau World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam thi đấu không thành công tại ASEAN 19 và bị loại từ vòng bảng. Đội vừa tập trung trở lại từ hôm 9 tháng 10 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.